lắm, nghe lắm. Ngoài ngoài chúng người nhiều mà. Đây trả lại nha. Nếu có ban cho ai, vàng thì ăn vào trong nó cũng thế thôi, hiểu không? Đây rồi nhà chú à? Dạ. Có vườn nhiều á, chú có bán không? Có. Chú bán cân bao tiền đấy? 15. Chú ơi, trả lời mấy cân nhá. Dạ. Vâng. Chú ơi, cháu hái nhá. Đấy rồi. Chú to thế nhỉ? Chú tìm cái nào to to mà hái. To già thì mới ngon. Ừ, những người nó toàn thích ăn già đấy. Cháu thế thích ăn già. Ừ. Nhiều lắm bé
xong đầy rồi. Đầy rồi. Thêm. Cái này bỏ phân đạn vào là nó thối cả gốc cả bí cả dưa. Thương nhiều người nó bảo chú gì đi đến đâu thích ăn. Thích ăn được quán nào thì hãy lâu ăn luôn. Quán này chắc chưa rồi. Chưa ăn, ăn chưa? Chú ăn rồi. Chỗ gì ăn thì chú ăn. Ăn đi. Không chú vừa ăn. Chưa ăn chưa? Dưa này ngon lắm. Ngon. Ý đổi trên này rồi, mới trên này. Lấy đi lên trên này xem ai. Bên kia là con của chú à? Cháu của chú ạ. Ăn đây. Ăn ngon lắm chú. Thì ăn nó ngon rồi. Này cho được 30 cân đấy. Chắc 30 cân. Mà cái loại kia trồng khoảng 3-4 gói giống thì đến lúc xay lên thì bán không kịp nữa. Phải kinh ngân lắm. Thì đủ ăn thôi. Đủ ăn thôi, đi từng giây nó không có cái nào xay không thôi.
cân này. Lê vô phải giam thử vậy chứ là đấy ở nhà mắt à mắt cho một cái đường bao này cho trước xe cho con chó để đông. Thôi thôi. Thôi chú lấy bàn này cơ. Cái này mà không to. Vâng. Xấu gì nhá.
dưa này thôi, cái này dưa đỏ. Ba này chín tròn mà. Rơi nhiều thế. Nhưng mà ba15 xiên. Đây. Mình cứ lấy thôi cho nhiều. Luôn luôn là chả phun từ cỏ đấy phun cái gì. Bảo đẹp bán phun đâu. Mấy tờ tay à mình đó. Nó cũng nhiễm á. Nhiễm vào trong á. Đây. Ở dưới bên này á. Nhìn trái chỗ này. Phải. Đây, bắt được con rồi. Lúc nào mình mới mua. Rồi, năm cân tốt nhá, tốt nhá. Đâu bác lấy về cho công an họ lấy thì bác lấy về xong là kèm theo được cái ba túi này chưa bác được. Đấy là chị bóng hồng đấy. Trước có bán cho ai cái hương thì đầy, nhưng mà bán cho ai thì lấy cho lợn thôi, ăn được mấy. Bây giờ mới thời buổi mấy năm nay mới có thế này chứ. Hồi trước thì trồng được bầu cùi thì mới được, chứ còn cùi xuống để mà chia cho nhau ăn thì không ăn quả vàng. Trắng trắng trắng. Quả vàng thì ăn vào trong nó cũng thế thôi, chỉ có cái màu nó xấu thôi.
Hạt giả không phải đâu. Cái này á, nó ngót em ạ. Ngót rồi. Hạt giả này có phẩy, bạn ăn đi ăn màu phải đây. Đấy, có phẩy. Mà hấp cái núi té quá, ăn đón đón. Ừ. Cái con thấy miếng thì chắc như bán thằng. Mà mình cứ thế bỏ quá mà treo mặt hại 5 cân là bao nhiêu tiền? Tại bỏ chỉ mới tại cái ốc cân nữa nè, chứ không đang kiếm nhiều. Lạch lên lạch xuống. Đâu.
đây. Chua bình thường chấm chốt được, cái này không phải là loài chua cát kia đâu. Chưa. Hả? Quay quay. Quay đấy hai cục. Có dừa chưa? Em là sao phải bát cả dừa nữa nhá? Ờ, thì cô làm nước dùng ngon lắm. Ok. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.